Dạ tất cả mọi người, mình chỉ phải làm message dịch thôi kêu bạn số về con trong này đây. Nó không có cảnh nhau và nói rất là dịch thôi. Ok, mắt rất là to và bây giờ thì mình cũng là to rồi nhé. Rồi, ngon đấy thì mình sẽ tô phân, đồ nó sẽ là mọc đa nha mọi người. Ok. Thì chắc mình sẽ tôi lướt xuống phần bụng của mình nhé. Ok. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tôi cái phần đầu này sẽ là màu cam. Tiếp theo thì mình sẽ tô hai mắt này sẽ là màu xanh lại mọi người. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ tô cái phần cạnh này sẽ là màu tím nhé. Yeah, ok, bây giờ thì mình sẽ biến vào đêm của phần đầu này. Vậy là mình đã tô xong cái chủ ống này, đây là bộ mắt nhìn rất là dễ thương, đó là toàn bộ phần đầu, phần mắt và phần cảnh nhé, bộ mắt. Rồi, và mình sẽ phải kết thúc video tại đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người like, subscribe đừng quên nhé, và mọi người đứng nhé, cứ chuẩn bị không dễ nhé, bye bye.